Đây là hóa đơn mua vào với nội dung là chúng ta mua xe ô tô chính là tài sản cố định của công ty. Đối với việc mua xe ô tô này không phải là ô tô mà chúng ta chạy cho văn phòng mà đây chính là ô tô cứu thương. Và theo quy định thì xe ô tô cứu thương thì sẽ không chịu thuế xuất thuế giá trị gia tăng. Do đó thuế xuất ở trên hóa đơn sẽ là 0%. Một bộ hồ sơ Đối với lại mua mới tài sản cố định thì bao gồm hợp đồng mua bán tài sản cố định thể hiện ngày mà chúng ta ký kết hợp đồng và thể hiện tên của bên bán, tên của bên mua. Thể hiện tài sản mua bán cũng như là chủng loại và số tiền. Ngoài hợp đồng thì sẽ bao gồm có cả hóa đơn mua vào cũng như là chứng từ thanh toán. Đó là bộ chứng từ đi kèm với lại mua mới tài sản cố định. Để hạch toán được tài sản cố định mua mới trong kỳ thì các bạn sẽ thực hiện hai bước như sau. Bước 1 là các bạn vào phân hệ mua hàng, chọn chứng từ mua hàng hóa. Và ở đây chúng ta chọn là mua hàng trong nước không qua kho. Hình thức thanh toán là chưa thanh toán. Nhà cung cấp ở đây theo như hóa đơn An Phú Thành Tôi tìm kiếm mã An Phú Thành. Có rồi thì tôi tích chọn luôn, còn chưa có các bạn nhấn vào dấu cộng để các bạn khai báo mã số thuế, mã tên địa chỉ đầy đủ rồi các bạn nhấn cấp. Ở diễn giải các bạn ghi là mua ô tô cứu thương. Ngày hạch toán ngày chứng từ là ngày ở trên hóa đơn ngày mùng 7 tháng 1. Các bạn làm năm tài chính nào thì các bạn chọn năm tương ứng Ở đây tôi làm năm 21 nên tôi chọn năm 21 Còn các bạn làm năm 22, 23, 24 Thì các bạn chọn năm 22, 23, 24 tương ứng Xuống phần hàng tiền Các bạn sẽ nhấn vào mũi tên ta rất ngược màu đen Và nhấn vào dấu cộng để chúng ta thêm mã ô tô Mã đây tôi ghi là tài sản cố định Ngày ngang ô tô thiếu thương Tên là xe ô tô thiếu thương hoặc các bạn để theo tên như ở trên hóa đơn cũng được. Tính chất chọn chỉ là diễn giải nhấn cất. Tài khoản chi phí là 21113, phương tiện vận tải, chuyến dẫn. Số lượng là 1, đơn giá 1 tỷ 470 triệu. Ở đây không có thuế nên là chúng ta chọn là thuế xuất là 0%. Sau phần hóa đơn chúng ta điền số hóa đơn vào là số 182. Các bạn kiểm tra tổng tiền thanh toán xem nó đúng với lại ở trên hóa đơn hay chưa. Đúng rồi thì các bạn nhấn cất để hoàn thành việc hạch toán bước 1. Mục đích của việc hạch toán bước 1 này là để chúng ta phản ánh cái giá trị xe vào nguyên giá của tài sản cố định, đồng thời phản ánh công nợ đối với nhà cung cấp. Còn cái bước thứ hai sẽ là cái bước ghi tăng tài sản cố định để hàng tháng chúng ta tính khấu hao, ghi nhận vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp. Thì bước thứ hai các bạn sẽ vào phần tài sản cố định, chọn ghi tăng. Ngày ghi tăng theo như ở trên giáo trình đã ghi chú cho các bạn là ngày mùng 7 tháng 1. Tôi làm năm tài chính là năm 21 nên tôi chọn là năm 21. Mã tài sản là ô tô cứu thương. Tên là xe ô tô cứu thương. Các bạn lưu ý mã và tên tài sản khi mà chúng ta hạch toán bên mua hàng không qua kho và mã và tên tài sản ở bên ghi tăng có thể giống nhau hoặc khác nhau đều được. Loại tài sản đây là phương tiện vận tải truyền dẫn bởi vì ở trong phần mua hàng không qua kho các bạn hạch toán nợ cho tài khoản 21113 nó chính là phương tiện vận tải truyền dẫn do đó ở bên ghi tăng các bạn cũng phải chọn loại tài sản tương ứng. Đơn vị sử dụng ở đây là bộ phận phòng khám Thông tin khấu hao Khi mà các bạn chọn loại là phương tiện vận tải truyền dẫn Thì sang thông tin khấu hao Phần mềm tự động nhảy cho các bạn nguyên giá là 21113 Phần mềm sẽ tự động hiển thị lên cho các bạn tài khoản nguyên giá là 21113 Còn nguyên giá của xe ô tô là 1 tỷ 470 triệu Thời gian sử dụng ở đây chúng ta chọn là tháng, theo như giáo trình để là 84 tháng. Sau phần thiết lập phân bổ, các bạn chọn tài khoản chi phí là 154 theo thông tư 133, khoản mục chi phí là sản xuất chung khấu hao. Còn theo thông tư 200 các bạn để là 6274 và không cần chọn khoản mục chi phí. Nguồn gốc hình thành các bạn nhấn vào chữ chọn chứng từ và chọn khoảng thời gian là năm nay. Lấy dữ liệu Phần mềm sẽ hiển thị lên cho các bạn chứng từ mà chúng ta đã hạch toán bên mua hàng không cao kho với nội dung là mua xe ô tô số tiền 1 tỷ 470 triệu. Các bạn nhấn đồng ý. Như vậy, tổng số tiền ở bên nguồn gốc hình thành bằng tổng số tiền nguyên giá trong phần thông tin khấu hao. Như vậy là đúng. Lúc này các bạn nhấn ghi tăng. Đó là hai bước hạch toán của mua mới tài sản cố định trong kỳ. Đối với lại các cái tài khoản cố định khác thì các bạn cũng hạch toán mua vào tương tự như tôi vừa hướng dẫn. Nếu muốn xem danh sách ghi tăng tài sản cố định thì các bạn vào tài sản cố định chọn ghi tăng. Chọn kỳ mà các bạn cần xem, nhấn lấy dữ liệu, phần mềm sẽ hiển thị lên cho các bạn những chứng từ mà chúng ta ghi tăng tài sản cố định trong kỳ. Tài sản nào sai, các bạn mở tài sản đó ra và sửa lại thông tin cho đúng, sửa xong lại nhấn cất như bình thường. Như vậy tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về cách hạch toán hóa đơn mua mới tài sản cố định trong kỳ trên phần mềm kế toán Visa. Chúc các bạn học tốt!